Quý vị, mới đây thì một viên chức cấp cao trong bộ máy chính phủ SIP đề cập là sẽ thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy sụp của hệ thống ngân hàng đảo quốc này, khiến cho tình hình kinh tế quốc gia Eurozone này bị lao đảo. Phụ tá của Tổng thống nước Cộng hòa SIP, ông Konstantinos Petris, cho biết nội các của quốc gia Eurozone này đã thành lập một nhóm gồm 3 cựu thẩm phán tòa án tối cao SIP để điều tra nguyên nhân khiến hệ thống ngân hàng của SIP đứng bên bờ phá sản. Nội các đã quyết định thành lập ủy ban điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân khiến hệ thống ngân hàng SIP lao đao, ảnh hưởng đến tình hình chung của nền kinh tế. Hệ thống tài chính của SIP gặp nhiều bất bên từ khi nước này gia nhập khối Eurozone. Hệ thống ngân hàng tại đây đã đóng cửa trong khoảng 2 tuần qua giữa lúc chính phủ nước này đàm phán với nhóm bộ ba gồm EC, ECB và IMF về việc nhận gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro. Ông Petris cho biết, ủy ban điều tra mới được thành lập này đã có sự ủy quyền to lớn. Ủy quyền của ủy ban điều tra này sẽ khá rộng lớn. Ủy ban này sẽ điều tra những quyết định, hành động, trách nhiệm hình sự, dân sự, chính trị đến quyết định thành lập bộ máy lãnh đạo các ngân hàng, cũng như những ai liên quan và cần thiết cho quá trình điều tra. Ngoài ra, ủy ban này cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng các quyết định như các ngân hàng SIP mua trái phiếu chính phủ như thế nào. Ngân hàng của SIP đã hoạt động trở lại vào hôm 28 tháng 3 dưới những quy định rút tiền khắt khe đối với người dân đảo quốc này.